Được, ok, vâng, xin chào tất cả những người em có mặt ở trên kênh của mình nhé. Thì mình là Nam đây. Và hôm nay đến với clip này thì chắc hẳn các bạn cũng biết là mình đã có làm một clip về cái con này rồi. Nhưng mà mới chỉ có một cái đạch thằng kia. Mày nỡ đồng nào mà mày hốc hàng của tao đi nhanh thế à? Hả? Chó lợn này. Từ từ, tao đéo tí. Ôi, no, không thể double tap được. Rồi mày chết con ạ. Khốn nạn. Rồi. Mày tính cứa tao á, còn lâu. Ui, từ từ, có đứa ở dưới này. À, con Piper. Vượt ngoài tầm đánh của mình. Mình không đánh được nó. Khó lắm. Thôi, ăn hòm đã. Kệ nó kiểu nó cái kiểu trốn thế là nó không dám làm gì mình. Cá luôn đấy. Mà mình nói thật các bạn ý, kiểu chơi game mà cứ kiểu trốn nó Úi giời ơi. Nếu biết tại sao ở đấy lại lòi, tự nhiên lòi ra bố ạ. Ok luôn. Mình quả đấy tình huống khẩn quá nên mình mở ulti anh em ạ. Để cứa cho nhanh. Con này có cái tuyệt chiêu mẹ cứ cứa quay nó sướng thật đấy. Các bạn thấy cái con của mình thấy nó ghi là cái sức mạnh 10 nó có tác dụng là đánh nhanh hơn với cả mở cái chiêu ra nó chạy nhanh hơn. Thằng kia nó đứng đây thì á đù đù. Úi giời ôm. 1.700 máu, gần 1.800 máu, 1.800 máu nhân 2 lên là 3.600 máu ạ. 3.000 coi như là nếu mà trúng hết thì nó có 3.000. Đù. 3.600 máu phát đánh của mình đấy. À, được thôi, mình đứng đây mình hồi máu đã. Bạn căng thế nhỉ? Cái bình tĩnh. Mình đọc được một cái comment đó là nhìn mấy con chiến binh của mình nhìn nó khỏe quá, kiểu đánh kiểu hổ báo không thích. Thế bây giờ nếu mà bạn nói thế nhá, mình đơn giản cho bạn một câu luôn. Thế nếu mà mình đánh không hổ báo đi, thì một trận mình giết có một mạng thôi, mình lấy top 1 thì bạn có ok với cái clip đấy không? Đấy tại sao lại thở ra cái câu mà không ai nghĩ được ra luôn ý. Thật. Mình đọc được cái comment đấy xong mình chả biết nó đến từ cái hành tinh nào luôn ạ. Ừ thì đồng ý là bạn ấy gọi là nhìn đánh hổ báo lại bảo không thích. Rồi cứ cho bạn mình không biết bạn nghĩ gì trong đầu. Mình thấy nó không hợp lý thế nào cả, mình thấy cứ giết được nhiều mạng thì ok thôi. Kể cả không top 1 đi nhưng mà nó vẫn rất là ok. Cần giết được nhiều mạng thôi. Cứ giết được nhiều mạng thì là mình thấy thế là ok rồi chứ. Có cái gì mà không ok với nó đâu. Đấy, như này. Mặc dù nhìn trông nó rất là nguy hiểm nhưng mà cuộc đời đôi khi nó phải có cái gọi là thử thách bản thân tí chứ mẹ. Suốt ngày sống an toàn thì làm sao mà được đúng không? Chẳng có ai mà sống an toàn mãi được. Đây. Đến như mình nhá, nếu mà mình cứ yên thân mình làm ở Free Fire đi, nói thẳng thế luôn đi. Thì ok, sub vẫn lên, view vẫn lên bình thường, tiền vẫn có. Nhưng mà không, mình thích đổi game khác. Đấy, mình thế đấy. Cái như kiểu đúng kiểu thân lửa ưa nặng ấy. Không kiểu không bao giờ chịu ngồi yên một chỗ đâu. No. Đấy. Các bạn quả đấy mà các bạn không bắn test thử đi, các bạn đi vào mặt con Brock một phát là các bạn đi luôn rồi. Đôi khi nó phải gọi là liều lĩnh tí. Quả đấy mình bắn test phát thằng Brock, ý mình là quả đấy mình bắn test phát là thằng Brock nó chạy mất. Thì nó mình đã không giết được mạng thằng đấy rồi. Lại bảo nhìn chiến binh sức mạnh 10 nhìn chán ấy. Trời đụ thế tại sao bạn không thử xem cảm giác nó cầm chiến binh sức mạnh 10 nó như nào đi. Rồi biết trời, mình thấy rất là ok. Mình thấy rất là bình thường. Còn sức mạnh 10 với các sức mạnh khác cũng không hơn nhau là mấy đâu, mình nói thật. Còn nếu mà các bạn thích, đợi bao giờ mình lấy con quạ ra, với cái số hòm mình có thì mình nghĩ là lên được đến sức mạnh 5 là cùng, thì mình lấy con quạ sức mạnh 5 mình chơi cho mà xem nhá. Ok chưa? Rồi, tự nhiên thấy mẹ sau clip này tự nhiên lại thấy mẹ review quạ xong đéo hiểu quạ từ đâu ra. Một phát đánh người ta 500 máu cơ, mày chạy đi, chạy nhanh lên. 500 máu một hit đánh đấy. Kể cả mày bật khiên đi nhá, mày không bật khiên thì mày cũng chết con ạ. Vớ vẩn. Má rượt đuổi này nó vui mà. Cái này gọi là lấy thịt đè người đấy. Nói thật đấy, ok. Không, nếu mà lúc nào cũng muốn cái pha mà có kiểu IQ xử lý não to ấy, chỉ có nước là chờ những clip như kiểu cái Shelly.exe của mình thôi. Thì may ra nó có, còn không thì thôi. Chứ mà để mà đẩy được số lượng clip mà mỗi ngày một cái như này thì bố ai mà làm được. Phải nói thật. Suốt ngày đòi những pha xử lý tốt. Thế bây giờ mình hỏi những người chơi hay nó ở đâu ra? Với cái con số 3-4.000 cúp này, người chơi nó căng ở đâu ra? Bình tĩnh nhá, con lợn này chết. Thôi đưa trả cái ngọc đây, khổ quá. Nhặt làm cái gì? Nhặt làm gì để rồi phải chết ạ? Khổ. Sấy, chả sọt. Vớ vẩn. Liều nó quen. À, hai đứa này đang me nhau từ nãy này, xong mình đi qua này. Từ từ. Má, mình không làm được cái gì chứ. Bây giờ chúng nó vào, chúng nó hốc hết ngọc ở giữa đi ạ. Thôi cứ cho nó đi. Rồi luôn, mày bước thử ra đây nửa bước nữa tao xém. Chết luôn thằng bé. Ui, nó gài mình. No, chết rồi. Shit. Má, top 3. Quả này thì con má chả lẽ lại bảo thằng này bị thua đi ạ. Thôi kệ nó. Ok, top 3. Quả đấy mình vào mình quẩy ở giữa. Ai dè là mẹ cả lũ nó mẹ nó bu vào đấy mình chịu. Quả đấy nó nằm ngoài dự tính của mình nhá. Ok, tiếp tục nào. Quả đấy mình tham quá. Nhưng mà không tham thì mình cũng quả đấy cũng vào đến quả đấy cũng chết thôi à, không lấy được top 1 đâu. Trước sau cũng thế. Này. Thằng này căng rồi. Bình tĩnh. Farm hòm phát đã. Đây. Cả cái chỗ giữa này không đứa nào ăn cũng chê hết à. Thế thôi mình ăn vậy. Ở đây thủy quái. Ngoài này chúng nó đánh nhau, mình vẫn ở đây rất là yên bình anh em ạ. Rất là yên. À. Từ. Dưới này thì sao? Đây, con thủy quái chết rồi. Hốc ngay. Hàng của mình ngay. Từ. Ok, nhường nó cục sức mạnh đi, tí nữa mình giết nó sau. Nó lấy gọc sức mạnh của mình, đương nhiên nó phải trả giá bằng mạng nó rồi. Cứ bình tĩnh, hết sức bình tĩnh. Cái gì nó cũng có giá của nó. Úi giời ơi. Má lại là mày. Giờ thì tao đố mày chạy đi được đấy. Cướp ngọc. Cái tội cướp ngọc nó quen. Vớ vẩn. Giờ còn một thằng cuối cùng. Ôi giời. À đây mới là thằng cướp ngọc của mình này. Thế sorry nãy giết nhầm bạn kia. Rồi sao nữa? Bắn đấy. Ngon thì vào. Chạy ngay. Nó mà vào quả đấy, kể cả nó vào quả đấy nhá, mình cũng có, các bạn nhìn cái thanh ulti à, mình cũng sẽ đẩy. Nó mà vào là mình đập nó sắp mà lòi ngay. Thế thôi, cứ thử. Đứng gần vào bắn một hit nữa. Rồi em ơi, bảo rồi đứng gần vào. Mày lại vớ vẩn. Đánh thế này thì không ăn thua rồi em ạ. Vớ vẩn lắm. Ok, thì nói thật là chắc là có người thì cũng sẽ không hài lòng về cái cách này, cái cách nói chuyện của mình, nhưng mà thật sự ấy, để mà sao nhỉ? Để mà cái clip cho nó vui tươi hơn một tí thì mình nói thế thôi, thì mọi người cũng đừng đặt nặng cái vấn đề là kiểu thiếu khiêm tốn quá ấy. Thì mình nói thật, cái gì ở trong clip thì nó dừng lại ở trong clip thôi, ok. Những gì mình nói ở trong clip nó dừng lại ở trong clip, ok. Nó sẽ không ra đến, nó sẽ không ra ngoài, giống như giáo viên ở trên lớp đùa các bạn một câu. Bên này bọn mình nói thẳng luôn, mình du học sinh thì bên này giáo viên người ta đùa kiểu tao dạy cái lớp này chán quá, tao lấy súng tao bắn mày bây giờ. Cái trò đùa nó cũng dừng ở trong lớp thôi, chứ không rút súng bắn học sinh thật đâu, ok. Mặc dù là ông thầy hóa mình có rút cái bình phun nước, ông bắn thằng bé thật. Bình phun nước nhá, ok, mình không nói là rút súng là bắn thằng bé nhá, ok. Mình nói là bình phun nước, ok, không phải là súng, ok. Nhớ kỹ vào, không có lại bảo là mình lại bảo bên này thầy giáo lấy súng là bắn học sinh thì thôi đấy. Úi giời ơi. Tí chết tôi. Rồi chạy ngay. Mình tinh lắm bạn ạ. Bắn này náo muốn thử không? À, hóa ra nó có mìn ở đây, nó mới gạ mình đi vào. Hèn gì. Nó lại liều lĩnh thế. Còn 5 thằng thì 2 thằng bo. Từ. Thằng này nó chắc chắn chạy lên trên luôn. Đạp mìn nhau. nhưng mình cứ phải check đã cho chắc ăn. Một con quạ, hai thằng bộ. Ui mẹ. Ơ bom điếu thì lắm đấy. Hết bo chưa? À, ui giời ơi, nó làm cho có bom nữa. Bom điếu lắm đấy. Rồi. Má có cây nấm hồi máu thích thật anh ạ. Úi rồi gai thằng kia nó gai mình ra rồi. Con thủy quái chết. Từ từ. Má xử đứa nào trước đây ta? Con thủy quái 5 ngọc sức mạnh ạ, mình có 4 ngọc. Cái cứ bị quả nó ấy vào nhá. Có chịu ghê ấy. Rồi đương nhiên là chạy thì chạy được rồi, nhưng con quạ nó vào nó cũng chết thôi. Thằng quạ nó dốt lắm. Nếu mà thằng quạ nó để yên thì mình xử được con Rosa đi trước. Xong nó nhảy vào nó hốc mình đi là nó xong rồi. Bởi vì muốn xử con Rosa kiểu gì thì kiểu mình cũng phải mở ulti ra. Thằng quạ nó nhảy vào nó hốc mình là nó lấy top 1. Nhưng mà nó ngu ở chỗ là nó lại đánh mình trước, là nó chỉ được cái top 2 thôi à. Đấy. Từ từ, bình tĩnh, mình cứ ở đây chọc đã. Cho thằng này nó kiểu nó có hy vọng mà nó nhặt được cái hòm này đã thì mình mới giết được nó được. Bình tĩnh, cứ phải bình tĩnh, gạ tình nó. Đấy. Phải liều. Hay là thằng ném mìn này ghê đấy, ừ. Nó biết thân biết phận, nó chạy ngay đấy. Ừ, được. Đánh nói chung là chơi game thì mình có một cái sở thích đó là liều, ok, và đó là vì sao mình không hay mấy khi quan tâm đến cái chuyện số cúp hay là trình độ các thứ, no, bởi vì chơi game mình ít ra mình phải có một cái game để mình kiểu để mình enjoy bản thân chứ. Quên hết tiếng Việt rồi. Tiếng Anh nó có từ phù hợp hơn thì mình cứ dùng tiếng Anh nhé mọi người nhé. Cái này thì mình nghĩ là mấy từ đấy nó cũng đơn giản thôi nên mọi người cũng hiểu được, không có gì nó quá là kinh khủng cả, hay gọi là từ ngữ chuyên môn cả. Nên là ok, chắc mọi người cũng hiểu thôi. Ít ra thì mình phải có một con game để cho mình enjoy chứ, đi học thì đã mệt thì chớ. Mà mình còn đi học hóa chứ này. Úi rồi, thằng bé đạp xít. Ôi đây, vào ngay. Mày muốn gì? Từ từ, mày muốn chết đúng không? Đã bảo mà. Rồi, chủ nghĩa cơ hội của mình nó kinh lắm. Ok, nhanh lắm. Hở ra một giây mình vào mình đớp rồi. Nào mày muốn thử không? Thằng kia muốn thử thì mày cứ việc xuống đây solo với tao. Còn có min ở đây nữa. Cũng may là tự nhiên có cây nấm mọc ra, trời thương, đúng kiểu trời thương luôn. Cái vùng nấm hồi máu mà nó không mọc ra ở đây thì mình coi như mình xong luôn. Ghê. Bây giờ mày định vào bo không? Hello. Đây bây giờ mình chỉ cần mình đứng đây mình chơi nó bị bo cớ chết. Nó cái tình trạng nhắm mìn liên tục thì máu làm sao nó hồi được đúng không? Chuẩn luôn.